Xin chào tất cả các bạn nha. Trong cái video này mình sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề trên cái phiên bản Xiaomi nội địa. Chúng ta có thể mang cái chủ đề này lên trên những dòng thiết bị Xiaomi quốc tế. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái điểm nổi bật trên cái theme này nha. Thì khi mà chúng ta cài đặt cái theme này, chúng ta sẽ có cái thanh trạng thái khá giống những dòng thiết bị iOS, từ cái biểu tượng pin, wifi cho tới sóng điện thoại nè. Rồi chúng ta sẽ có một cái bộ icon mang hơi hướng của iOS. Tất cả những cái icon hệ thống thì nó làm khá giống với iOS nha, các bạn có thể xem ở đây. Rồi bên trong cái trình gọi điện thì nó cũng sẽ có cái giao diện gọi điện khá giống với những dòng thiết bị iOS luôn, từ những cái bo tròn này nè. Cái thế mạnh của theme này nó sẽ đến trên cái màn hình khóa nha. Trên màn hình khóa chúng ta có một cái thanh Dynamic Island. Cái chữ ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh bất kể chữ nào chúng ta muốn nha. Ở bên dưới thì cái tiện ích này các bạn cũng có thể đổi được cái chữ trong cái tiện ích này luôn, kể cả những cái biểu tượng widget ở dưới này. Rồi khi mà chúng ta bật cái đèn LED thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng giống như trên những dòng thiết bị iOS 18, rất là mượt mà nha. Khi mà các bạn truy cập vào cái trình tùy chỉnh của cái theme trên màn hình khóa, các bạn có rất là nhiều những cái hình nền mặc định nè. Những cái hình nền này nó đều hỗ trợ cho chúng ta cái hiệu ứng chiều sâu. Đây, rất là đẹp mắt. Và một điều đặc biệt nữa là khi mà chúng ta đặt cái hình nền trên cái màn hình khóa, thì khi các bạn truy cập vào màn hình chính, bên trong nó cũng sẽ thay đổi theo ngay, rất là đồng bộ nha. Ngoài ra thì nó cũng có một cái thanh đốc ở đây nè. Rồi, điểm qua như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào cài đặt cái theme này lên trên những dòng thiết bị của các bạn nhé. Thì cái chủ đề này hiện tại nó chỉ có mặt trên cái phiên bản Xiaomi nội địa thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể mang lên trên những dòng thiết bị Xiaomi quốc tế nha. Thì trước tiên mình sẽ nói trên cái dòng ROM nội địa. Các bạn truy cập vào cái cửa hàng theme và các bạn tìm giúp cho mình cái theme. Các bạn gõ vào A-Frame 16 và các bạn tìm trên cái phiên bản Xiaomi nội địa nha. Các bạn sẽ thấy cái theme nó ở đây. Các bạn có thể cài đặt cái theme này dễ dàng nếu mà các bạn chạy cái ROM gốc nha. Còn nếu mà các bạn sử dụng những cái bản ROM khác, các bạn không có cái cửa hàng theme của nội địa, thì chúng ta sẽ qua bước tiếp theo nha. Cái bản ROM khác không phải là ROM nội địa thì chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản chủ đề của quốc tế nha. Phiên bản chủ đề quốc tế thì khi chúng ta truy cập vào bên trong, chúng ta tìm cái theme A-Frame 16 vừa rồi sẽ không có. Đây, ví dụ trên thiết bị này mình đang cài cái phiên bản chủ đề của quốc tế với cái phiên bản là 2.6.1.16 thì mình không thể tìm được cái theme A-Frame 16 mình cài. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một cách để có thể cài đặt được nha. Cách này chúng ta có thể sử dụng chung cho tất cả những cái dòng Xiaomi, Redmi khác. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào cài đặt. Các bạn vào phần thiết bị của tôi. Sau lưu khôi phục. Ở đây thì các bạn sẽ bỏ chọn hết những cái này nha. Chúng ta bấm vào dữ liệu ứng dụng hệ thống khác. Và các bạn sẽ sau lưu giúp cho mình dữ liệu của cái ứng dụng chủ đề. Rồi hoàn tất. Thì cái này các bạn lưu ý nha, đối với những cái chủ đề trên máy của các bạn đã có sẵn đó thì nó hoàn toàn không mất nha. Cách này chúng ta chỉ cài đặt những cái chủ đề mới vào thôi, không mất chủ đề cũ của các bạn, nên các bạn có thể là yên tâm. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cái chủ đề A-Frame 16 vừa rồi vào. Thì sau khi mình đã sao lưu cái dữ liệu của cái ứng dụng chủ đề, mình sẽ tiến hành tải về một cái file. Cái file mình sẽ để trong phần mô tả video nha. Cái file của nó có tên như thế này, theme.bak. Thì nếu mà trên máy của các bạn là ngôn ngữ tiếng Anh, các bạn giữ nguyên và thực hiện bước kế tiếp. Còn nếu mà ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn sẽ đổi tên giúp cho mình nha. Các bạn bỏ cái chữ thêm đi và đổi thành chữ chủ đề, vẫn giữ lại từ sau cái mở ngoặc nha. Đây, chủ đề và cái chữ đề này nó dính liền với cái mở ngoặc luôn nha, không có dấu cách chỗ này, chúng ta sẽ bấm OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có file như thế này. Bây giờ các bạn nhấn giữ vào. Các bạn có thể là di chuyển hoặc là sao chép nha. Mình sẽ di chuyển nè. Di chuyển nó tới cái đường dẫn này giúp mình nha. Ở cái danh sách này các bạn sẽ lựa chọn cái dữ liệu mà của cái ứng dụng chủ đề chúng ta vừa sao lưu đó. Các bạn có thể nhìn theo cái ngày giờ là các bạn sẽ biết. Đây là file gốc trên máy mình nè. Nó nặng khoảng tầm 95.86 MB nè. Đối với bạn nào mà kỹ á, thì các bạn có thể là sao lưu cái file này ra chỗ khác để chúng ta có thể là chép đè ngược lại, nhưng mà đối với mình thì nó cũng không quá quan trọng nên mình sẽ giữ nguyên ở đây và mình sẽ dán nè, mình sẽ chuyển cái file tải về vào. Do là nó trùng tên chúng ta mới có tùy chọn thay thế nha, cho nên là các bạn chú ý, nếu mà các bạn chép nó vào không có tùy chọn thay thế thì các bạn phải đổi cái tên file tải về cho giống cái file gốc của các bạn mới có thể thay thế nó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm thay thế nè. Cái file thay thế nó sẽ nặng khoảng tầm 106 MB. Sau khi thay thế rồi, mình sẽ trở lại cái giao diện sau lưu khôi phục. Bây giờ mình bấm qua cái khôi phục và mình chọn cái dữ liệu của cái ứng dụng chủ đề và mình sẽ tiến hành khôi phục. Rồi, rất là đơn giản, thì bây giờ chúng ta trở ra nè, nó báo là khôi phục thành công. Bây giờ mình mở lại ứng dụng chủ đề nha, và mình sẽ vào cái chủ đề nè.
thì bây giờ nó đã xuất hiện cái chủ đề AP16 phiên bản Trung Quốc vào đây, mặc dù vẫn là chủ đề quốc tế và cũng không có cái chỗ thêm MTZ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể áp dụng bình thường nha. Mình sẽ áp dụng cho các bạn xem. Rồi, như vậy là mình đã áp dụng cái thêm này thành công. Tiếp theo thì nếu mà trên cái thêm của các bạn nó có những cái chữ Trung Quốc đó, thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước tùy chỉnh nha. Chúng ta sẽ thử một vài chức năng của nó xong rồi hãy tùy chỉnh nha. Đó, thì trên cái thiết bị nào khi mà chúng ta cài thành công cái thêm này, chúng ta mở cái đèn LED nó cũng có cái hiệu ứng này, trông cũng khá là đẹp mắt và cũng rất là mượt mà nha. Rồi thì để tùy chỉnh những cái chữ Trung Quốc này nè, chữ bên dưới này nữa nè, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ mở giúp cho mình ứng dụng chủ đề, dở ra nha. Rồi vào tùy chỉnh chủ đề, vào kiểu khóa, vào tùy chỉnh. Rồi chúng ta lần lượt tùy chỉnh nha. Đầu tiên là cái chỗ này là cái chữ nó xuất hiện trên cái đồng hồ trên màn khóa, các bạn có thể đổi thành chữ gì thì tùy nha. Bây giờ ví dụ mình sẽ đổi thành cái tên thiết bị này. Đây, mình sẽ đổi thành như vậy, mình bấm OK. Bây giờ chúng ta sẽ thử luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ đổi cái chữ trên này. Đây các bạn thấy nè, cái chữ mình vừa nhập nó xuất hiện ở cái cột thứ tư. Chỉ cần chọn vào thôi là bây giờ mình có thể đặt vào đây bất kể cái chữ gì mà mình muốn. Tiếp nha. Cái này là cái chữ nó sẽ xuất hiện bên trong cái Dynamic Island nè. Các bạn muốn chữ gì thì đặt vào đây, nhưng mà chú ý nó sẽ hơi ngắn nha, vì nó sẽ nằm cạnh bên cái camera trước của cái điện thoại đó, nên là các bạn đặt ngắn thôi. Ví dụ là hello hay là các bạn đặt gì đó thì tùy. Mình sẽ thử đặt là hello nha. Đây, nó chỉ nằm một khoảng như thế này và nó cạnh bên cái camera trước, nên là các bạn đặt ngắn thôi nha. Rồi tiếp theo là cái dòng chữ ở bên dưới của cái thanh này, nó sẽ nằm ở chỗ này nha. Các bạn nhập vào đây cái gì cũng được. Có thể là nhập tên các bạn, nhập tên thiết bị hay là bấm giống mình cũng được. Nhấn để tùy chỉnh nè. Đây, nhấn để tùy chỉnh. Bấm vào cái đồng hồ thì các bạn có rất là nhiều kiểu để chúng ta lựa chọn ở đây. Lựa chọn xong cái kiểu chúng ta muốn thì các bạn bấm tích vào cái màu xanh ở đây thôi nha. Rồi, hình nền nè. Chọn hình nền nào đó mà chúng ta muốn. Chọn xong thì chúng ta cũng bấm vào đây nha. Tiếp theo, cái này là cái Dynamic Island đó các bạn có thể di chuyển lên xuống nè. Đó, ví dụ như các bạn thấy nó nằm không có đúng cái chỗ mà các bạn mong muốn thì các bạn di chuyển lên xuống. Còn nếu mà chỉnh hồi nó khó quá, các bạn bấm vào chỗ này cho nó reset lại như ban đầu nha. Tới cái này, cái này là cái màu sắc của cái tiện ích thôi. Các bạn muốn đổi thành màu nào thì kéo nó nha. Rồi các bạn bấm vào cái tiện ích bên dưới này, các bạn có thể thay đổi cái tiện ích khác, bấm vào màu đỏ cho nó xóa hết nha. Và chúng ta đặt vào đây những cái tiện ích kiểu hình tròn như thế này. Muốn đặt cái gì thì tùy nhé. Rồi như vậy thôi, là bây giờ chúng ta đã tùy chỉnh, chúng ta đã loại bỏ những cái tiếng Trung Quốc ra khỏi cái thêm rồi. Chúng ta sử dụng nó cũng đẹp mắt, gọn gàng hơn. Riêng về cái tiện ích này không phải nằm trong cái thêm này nha các bạn. Cái tiện ích này mình đã làm một cái video riêng về nó rồi, các bạn có thể xem lại ở đây nha. Nãy giờ mình không để ý thì trên thiết bị này nó chưa áp dụng cái thanh trạng thái nè. Thì đối với những bạn nào mà các bạn áp dụng thêm mà không thấy nó thay đổi cái này, thì các bạn có thể vào chủ đề, các bạn vào tùy chỉnh chủ đề, vào cái phần thanh trạng thái nè, các bạn thấy nó vẫn đang nằm ở chỗ cổ điển nè, chưa qua cái thêm này, thì các bạn chọn thủ công như thế này và áp dụng nha. Đó, khi áp dụng thành công thì nó sẽ chuyển qua cái thêm của AP16 như thế này, thì trong cái thanh trạng thái nó cũng đồng bộ với cái thêm hơn. Ngoài ra thì cái thêm này khi mà các bạn nghe nhạc đó, mình đang nghe nhạc qua cái Zing MP3 nha. Nghe qua Zing MP3 thì trên màn hình khóa của chúng ta khi nghe nhạc nó sẽ có cái giao diện như thế này. Bạn có thể bấm hai lần vào cái album để cho nó phóng to, thu nhỏ. Rồi ngoài ra thì cái thêm này khi mà các bạn truy cập vào cái chỗ tùy chỉnh của cái kiểu khóa, nó còn rất là nhiều những cái tùy chỉnh, ví dụ như thay đổi hình nền riêng của các bạn hay là folder wallpaper, có rất là nhiều những cái tùy chỉnh bên trong, nhưng mà đa phần nó là tiếng Trung, nên nếu mà bạn nào thích đó, thì có thể chịu khó bộc bạch nha. Vì những cái này thì mình thấy là cũng khá ít người cần tùy chỉnh sâu, nên là mình sẽ không nói trong cái video này vì nó cũng khá là dài rồi. Rồi video này của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.